Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video ngày hôm nay, kênh Hòn Tuyết Lan Investment. Thì với những ai mà chúng ta xem cái kênh này lần đầu thì chúng ta hãy đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo để có được những video sát nhất của Hoàng về cái thị trường chứng khoán, đặc biệt là chỉ số VN của chúng ta, đúng không ạ? Một cái tầm nhìn là một cái con người về thiên về trading, đóng góp cho anh chị mà những cái góc nhìn mới cho cái thị trường, để anh chị có một cách nhìn tổng quan hơn, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều trong cái việc đầu tư chứng khoán của mình, đúng không ạ? Ok, thì Hoàng nhắc lại là Hoàng có những cái room Zalo miễn phí, đúng không ạ? Lúc nào cũng quảng cáo những cái room Zalo này để gì, để anh chị nhà đầu tư chúng ta có nhu cầu chúng ta gì vô những cái room này, thì những cái room này hoàn toàn miễn phí thôi. Thì anh chị có thể tham gia cái room này bằng cách là liên hệ cho Hoàng số điện thoại phía dưới màn hình Zalo, hoặc là Hoàng để cái đường link phía dưới màn hình, thì anh chị hoàn toàn chúng ta có thể tham gia bằng cách nhấp link, thì Hoàng sẽ anh chị vô những cái room tư vấn miễn phí Hòn Tuyết Lan này. Ok, thì quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì Hoàng nghĩ rằng sẽ tổng kết qua một chút về thị trường cho anh chị để chúng ta có một cái nhìn tổng quan hơn. Thì hôm nay thì chúng ta cũng đã biết là khá là buồn, đúng không ạ? Khi mà lịch sử, đúng không ạ? Lịch sử khi mà hồ xe phiên chiều là hoàn toàn là rút fix toàn bộ thị trường, đúng không ạ? Thì hầu như là các cái cổ phiếu hồ xe thì nó không có lệnh vào nữa. Đây anh chị để ý đây, những cổ phiếu của hồ xe thì nó không có cái lệnh vào nữa, và chúng ta để ý là bảng điện của hồ xe hoàn toàn để gì, đứng im, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là cái dòng tiền nó vô các cổ phiếu về dòng upcom, HNX, đúng không ạ? Thì đây là một cái, phải nói là một cái sự kiện, phải nói là lịch sử, đúng không ạ? Hoàng chưa thấy bao giờ nó lặp lại, đúng không ạ? Chưa thấy bao giờ nó xảy ra luôn, đúng không ạ? Trong cái cuộc đời mình đầu tư, đúng không ạ? Thì nhìn chung thì chúng ta cũng đã biết là chỉ số hôm nay, đúng không ạ? Để Hoàng bật cái biểu đồ nến lên cho anh chị nó nhìn nó tổng quan hơn. Thì chúng ta cũng đã biết là hôm nay thì chúng ta đóng phiên sáng là chúng ta bay vào, chúng ta phân tích luôn về cái thị trường, đúng không ạ? Nhìn chung thì Hoàng nghĩ rằng cái thị trường ngày hôm nay, đúng không ạ? Mặc dù nó cho một cái nến thì nó tăng nóng lên một vùng 1.350 này, thì nó gặp những cái vùng kháng cự, đúng không ạ? Thì nó gặp những cái sự điều chỉnh, và chúng ta để ý là những cái nhà đầu tư họ họ bắt đáy ở dưới cái này thì họ đạt được những kỳ vọng, và họ dùng Fibonacci theo những cái trường phái, họ dùng Fibonacci và họ thấy cái vùng kháng cự là ở cái vùng quanh 1.350 này, thì họ chốt lời, thì đó là việc hoàn toàn bình thường. Thì bản thân Hoàng thì hôm nay cũng đã chốt lời, thậm chí là cho cái room của Hoàng, khách hàng của Hoàng chốt lời dần những cái cổ phiếu mà giai đoạn qua đã tăng nóng, đặc biệt là những cái cổ phiếu dân ngân hàng. Hoàng chỉ giữ lại những cổ phiếu mà nó có những câu chuyện riêng như là CTG hay là VPBank gì đó, đúng không ạ? Thì những cổ phiếu đấy Hoàng cho giữ lại, thì toàn bộ những cổ phiếu mà tăng nóng chúng ta được được những khoản lợi nhuận lớn trong cái thời gian thì Hoàng đã cho chốt hết. Thì nhìn chung thì Hoàng nghĩ rằng thị trường cái gì, như Hoàng nói, cái vùng kháng cự, vùng rung lắc mạnh là vùng 1.360 cộng trừ 5, các bạn, thì anh chị phải cực kỳ lưu ý cái vùng chỉ số vùng này, thì anh chị phải lưu ý. Đến đây thì Hoàng nghĩ rằng thị trường càng lên cao thì anh chị nên hạ cái tỷ trọng cổ phiếu của mình xuống, đúng không ạ? Thì nó sẽ tối ưu hóa cái lợi nhuận, đúng không ạ? Trường hợp xấu thì nó cũng không gây lỗ cho anh chị, bởi vì anh chị đã hạ cái thị trọng cổ phiếu rồi, đúng không ạ? Chúng ta nắm tiền trong tay, chúng ta đã có được những khoản lợi nhuận, thì anh chị cứ yên tâm. Thì nhìn chung Hoàng, nếu mà Hoàng đoán rằng những cái phiên tiếp theo thì Hoàng nghĩ rằng ngày mai gì, chúng ta vẫn là nhận thấy những cái phiên tăng điểm vào buổi sáng, còn buổi chiều thì chưa biết. Thì trong phiên thì Hoàng sẽ tư vấn trực tiếp cho anh chị nó hiệu quả hơn. Thì anh chị hoàn toàn chúng ta có thể tham gia những cái room của Hoàng Tuyết Lan, room cộng đồng, Hoàng để link dưới phía màn hình, thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia những cái room này, đúng không ạ? Nhìn chung thì chúng ta đã biết dòng những cái dòng ngân hàng, như Hoàng nói, sau quá trình tăng nóng á, thì cái dư địa nó không còn nhiều nữa, thì anh chị có thể canh những cái nhịp ra hàng. Thì bản thân Hoàng á, bữa bữa trước, đúng không ạ, hàng phím STB, đúng không ạ, thì nó tăng luôn hai cây trần, đúng không ạ, tăng luôn hai cây. Thì hôm nay cũng đã cho anh chị nhà đầu tư của Hoàng đã chốt rồi, chúng ta chốt lời từ những cái vùng này, thì Hoàng nhận thấy là một cái lượng xả, bởi vì T3 họ bắt dưới đây thì đương nhiên hàng về họ phải xả, đúng không ạ? Thì mình canh tranh thủ mình xả trước, đúng không ạ? Trường hợp nó có tăng thì sau này mình mua lại không vấn đề gì cả. Cái đấy là phương pháp mình đánh trading là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta không có tiếc cổ phiếu khi mà chúng ta đã bán. Nhìn chung thì anh chị để ý là một cái cổ phiếu Vietcombank hôm nay nó là kéo chỉ số chúng ta tăng rất là nhiều, nó đóng góp vào chỉ số tăng rất là nhiều. Đây anh chị có thể bật ở đây để chúng ta có những cái nhìn tổng quan hơn, đúng không ạ? Đây Vietcombank nó đóng góp vào chỉ số ta tăng nó khá là mạnh. Thì một cái mẹo đầu tư thường thường nhá, thường thường chứ không phải là chính xác 100% là gì, thường thường Vietcombank kéo thì chúng ta phải để ý là gì,
là những cái dòng ngân hàng nó sẽ không còn cái dư địa nhiều nữa. Vì vậy anh chị phải cực kỳ lưu ý. Thì bản thân Hoàng thì nắm những cổ phiếu như là dòng chứng khoán hay là CTS hay gì đó, chứng khoán CTS hay dòng ngân hàng á, thì Hoàng đã cho chốt lời. Bản thân Hoàng cũng chốt lời những cái dòng này và chuyển sang đánh cái dòng là như Hoàng đã nói rất nhiều từ cái tuần trước, từ cái hôm qua là dòng dầu khí, thì Hoàng cực kỳ quan tâm dòng dầu khí như này. Thì Hoàng nghĩ rằng cái dòng dầu khí thì anh chị phải cực kỳ quan tâm khi mà giá dầu thì tối nay chúng ta sẽ xem khi mà break bao nhiêu phần trăm, đúng không? Hoàng nghĩ rằng break trên 70 là khoảng 3-4%, thì anh chị phải cực kỳ lưu ý cho Hoàng, đúng không ạ? Ok, nhìn chung về thị trường thì Hoàng nghĩ rằng là gì, là thị trường càng lên cao thì anh chị phải càng phải cẩn trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta để ý những cái thất bại mà thị trường gây lên cho chúng ta là ở những cái thời điểm mà chúng ta hưng phấn nhất, chúng ta kiếm tiền dễ nhất, thì đó là những cái thời điểm mà dễ thất bại nhất. Thì vì vậy anh chị phải cực kỳ lưu ý cho Hoàng là gì, thị số càng lên cao thì Hoàng nghĩ rằng cái việc hạ tỷ trọng cổ phiếu là hoàn toàn hợp lý. Cái việc hạ tỷ trọng là hoàn toàn hợp lý. Và nhắc lại là anh chị chú ý cái vùng 1.360 cộng trừ năm này, thì tại đây thì Hoàng nghĩ rằng sẽ có những nhịp điều chỉnh, đúng không ạ? Ok, một cái dòng cổ phiếu nữa mà anh chị cần quan tâm là những cổ phiếu về về cảng biển, đúng không ạ? Đặc biệt là Yamadex. Thì Yamadex là một cổ phiếu mà Hoàng phải cực kỳ phải nói là Hoàng yêu thích cổ phiếu này. Khi mà chúng ta đã biết là nói về ngành thì đúng không ạ? Nó là ok nhất, đúng không ạ? Yamadex thì những cái diễn biến về cái biểu đồ kỹ thuật thì Hoàng nghĩ rằng nó khá là đẹp. Sau những cái 4 phiên điều chỉnh này thì nó là có một cái phiên tăng tăng điểm, đúng không ạ? 1,21%, thì Hoàng nghĩ rằng cái vùng 4x là cái vùng nó hướng tới. Vì vậy anh chị phải cực kỳ chú ý cổ phiếu này. Nhưng mà hơi tiếc một cái là những cổ phiếu này lại nằm ở HOSE, mà HOSE là bây giờ nó hay hay bị đơ lệnh, đúng không ạ? Hay bị đơ lệnh. Vì vậy anh chị nào mà đánh thì chúng ta có thể mua Yamanet quanh cái vùng này được. Và chúng ta đợi vượt cái vùng 38.1 này thì anh chị có thể mua thêm, đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ chúng ta mua all in nhá. Chúng ta mua trước để gì, để hàng về chúng ta có trong tay đã rồi, nó đạt những cái điểm mà chúng ta mua gia tăng thì anh chị chúng ta mua gia tăng thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Ok, thì bản thân Hoàng thì Hoàng lại không đánh cổ phiếu này mấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó thứ nhất là nó nằm ở sàn HOSE đang bị nghẽn lệnh, đúng không ạ? Lại muốn đánh lên mạnh cũng không được vì vì nghẽn lệnh mà, đúng không ạ? Thì với lại cái biên nó tăng nó không cứ rộng nữa, đúng không ạ? Thì Hoàng nghĩ rằng Yamanet là một cổ phiếu anh chị phải cực kỳ chú ý, và các dòng về Midcap, về Penny thì anh chị phải cực kỳ chú ý, đúng không ạ? Chúng ta xem qua một chút về khối ngoại đi, xem nó giao dịch như thế nào. Thì nhìn chung thì tổng quan hơn 3 tuần vừa qua, đúng không ạ? Thì anh chị cũng để ý một điều rằng là khối ngoại thì gì, họ bán ròng, đúng không ạ? Nhưng mà nhà đầu tư cá nhân trong nước, cái lượng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước lại cân được, thì đó là một yếu tố hoàn toàn tích cực. Khối ngoại hôm nay bán ròng 500 tỷ, đặc biệt là bán Hòa Phát, đúng không ạ? Họ bán Hòa Phát. Nhìn chung thì họ bán là tổng cái này, họ bán là 9 phần 10 Hòa Phát, đúng không ạ? Tổng cái lượng bán thì là Hòa Phát là chiếm 9 phần. Các bạn tự doanh thì cho một thấy yếu tố tích cực khi họ mua mua ròng lại các cái cổ phiếu 97 tỷ ở đây, thì đó là những cái thông tin tích cực, đúng không ạ? Cho anh chị nhà đầu tư. Nhìn nhìn chung thì anh chị biết là hầu như là anh chị nhìn sơ qua cái bảng điện như Hoàng lướt ở đây thì anh chị cũng đã biết là dòng tiền nó vô rất nhiều các cái cổ phiếu dầu khí, đúng không ạ? Những ai mà xem video của Hoàng thì chúng ta cũng đã biết là Hoàng đã nói rất nhiều về những cái dòng dầu khí nó sẽ là cái dòng dẫn sóng vào tháng 6 này, thì anh chị phải cực kỳ lưu ý, đúng không ạ? Những ai xem video của Hoàng ngày hôm qua, ngày hôm kia, đúng không ạ? Thì chúng ta đã biết là cái dòng dầu khí này anh chị phải cực kỳ quan tâm, đúng không ạ? Đấy, anh chị thấy là dòng dầu khí hầu như nó cho cái sự tăng điểm nó khá là mạnh ở đây, đúng không ạ? Nhìn chung thì anh chị để ý các cái dòng trụ thì bị đạp, còn các cái dòng mà mid cap hay là penny thì nó cho thấy cái sự dòng tiền vào và nó thể hiện cái sắc xanh ở đây, đúng không ạ? Đây anh chị để ý ITA hôm nay cũng lấy lại sắc xanh, đúng không ạ? Trên 7, đúng không ạ? Nhìn chung thì ITA nó đã quanh quanh cái vùng đáy thì Hoàng nghĩ rằng nó là đáy rồi, còn việc nó đi lên hay chưa thì nó nhờ những cái câu chuyện riêng chúng ta phải bàn tới, đúng không ạ? Đây HT Bank cũng tăng, nó cho thấy là những cái phiên vừa qua, đúng không? Chúng ta xem qua HT Bank đi. HT Bank, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đã biết là nó cho thấy những cái phiên tăng vừa qua. Thì anh chị nào mà chúng ta có những cái cổ phiếu như HT Bank này có những câu chuyện riêng á, như là bán HT Sài Gòn, đúng không ạ? Thì anh chị yên tâm, chúng ta cứ giữ thôi, chúng ta đợi game ra thì nó sẽ tăng lên, thì tại những nhịp đó anh chị chúng ta chốt lời. Ok, thì để Hoàng xem có những cái gì Hoàng có thể cập nhật cho anh chị.
Nhìn chung thì các cái cổ phiếu dư địa của ngân hàng nhỏ thì nó tăng rất là nóng như An Bình, NAB, nhưng bản thân Hoàng thì Hoàng đã chốt hết những cổ phiếu này rồi vì Hoàng ăn quá là nhiều, đúng không ạ? MFP hôm nay cũng cho thấy cái sự tăng điểm. MFP thì cái vùng 29 thì Hoàng đã nói là trước đó thì nó sẽ tăng đến những cái vùng này thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc càng lên cao thì anh chị hạ giá vốn cổ phiếu của mình thì phải cực kỳ chúng ta nên làm, đúng không ạ? Để chúng ta bảo vệ thành quả. Bởi vì càng lên cao anh chị hạ giá vốn dần á thì nó sẽ an toàn và chúng ta đi được trên cái thị trường này nó dài hơn. Chúng ta trước khi đầu tư vào một cổ phiếu, chúng ta đầu cơ, chúng ta đánh trích đinh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nghĩ là cái rủi ro nó nằm ở đâu. Nếu mà cái rủi ro xác suất thấp á thì chúng ta đánh, đúng không ạ? Nếu mà rủi ro nó cao á, thì đương nhiên là chúng ta không đánh, đúng không ạ? Chúng ta không việc gì mạo hiểm, mà chúng ta nên nghĩ cái kế hoạch mà chúng ta xử lý thế nào khi lỗ nó hợp lý hơn cho anh chị nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, nhìn chung thì hôm nay thì Hoàng đánh giá sơ sơ bộ tổng quan như vậy, thì nhìn chung thị trường thì tóm lại là gì, là vùng 1.360 chỉ số cộng trừ 5 thì anh chị phải cực kỳ lưu ý. Thứ hai là dòng cổ phiếu mid cap, đặc biệt là dầu khí và cảng biển thì anh chị phải lưu ý cho Hoàng hai cái dòng cổ phiếu này. Phải cực kỳ lưu ý. Thì dòng dư địa của ngân hàng thì nó sẽ không còn nhiều nữa, tài chính nói chung là tài chính thì nó sẽ không còn nhiều nữa, vì vậy anh chị phải cực kỳ lưu ý cho Hoàng, đúng không ạ? Về sắt thép thì Hoàng nghĩ rằng Hoàng thiên về cái việc mà Hoàng thì không đầu tư, hoặc không đầu tư dòng sắt thép như thế này, nó thật là vậy. Còn cái việc nó tăng tiếp hay không là tùy, đúng không ạ? Đương nhiên là những cái cổ phiếu này thì nếu mà nó có sự điều chỉnh thì nó chỉ là phải điều chỉnh, nó gọi là sự điều chỉnh thôi, chứ không phải là gọi là đao chen hay quay đầu gì cả. Bởi vì những cổ phiếu này mà nó đao chen quay đầu thì chúng ta phải xác định là VN Index của chúng ta thì cũng cũng ra đi, đúng không ạ? Và cái việc đầu tư thì chỉ số chúng ta sẽ không còn nữa. Đó, anh chị phải lưu ý cho Hoàng cái này. Nhìn chung hôm nay Hoàng cũng khá là mệt, đúng không ạ? Hoàng khá là mệt nên nói sơ bộ tổng quan cho anh chị là như vậy, đúng không ạ? Những cổ phiếu ngân hàng chúng ta đợi những cái nhịp chạy cuối cùng, còn có câu chuyện riêng nữa thì anh chị chốt chốt thôi. Còn cái việc mua mới những cổ phiếu ngân hàng thì Hoàng đánh giá giai đoạn này là không cao, bởi vì cái dư địa nó không còn nhiều nữa thì cái rủi ro nó sẽ có, vì vậy anh chị phải lưu ý cho Hoàng. Ok, thì nhắc lại Hoàng có những cái room Zalo miễn phí thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia, và nhân đây cũng là anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu tham gia những cái room không chat hay là VIP Luxury Hòn Tuyết Lan này thì anh chị hoàn toàn chúng ta có thể mở tài khoản Hoàng đính kèm trong cái video này, hoặc ở dưới cái đường link Hoàng để video mở tài khoản ấy, thì anh chị mở theo video và yêu cầu chỉ là vốn là 50 triệu và chúng ta đóng phí một lần duy nhất là khoảng một ly cà phê thôi, trung bình là một ly cà phê thôi là chúng ta tham gia cái room VIP này hoàn toàn, đúng không ạ? Thì cũng là chào mừng anh chị tháng mới số 6, đúng không ạ? Tháng 6 thì mời anh chị về cái room của Hoàng để Hoàng tư vấn thì nó sẽ hiệu quả hơn cho anh chị, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta biết đánh trading thì cái lợi nhuận chúng ta sẽ lớn và chúng ta tránh được những cái cú ngã của VN Index đây, như những giai đoạn này, đúng không ạ? Những cái cú ngã này đây, những cú ngã này thì hoàn toàn chúng ta có thể tránh được. Ok, thì cảm ơn anh chị, cảm ơn cả nhà đã xem video của Hoàng tới đây. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu tư vấn mở tài khoản và room VIP thì có thể liên hệ cho Hoàng số điện thoại ở phía dưới màn hình này, nó chạy chạy ở dưới này này, thì anh chị có thể liên hệ cho Hoàng, inbox cho Hoàng. Ok, chúc anh chị có một buổi tối ngày đầu tháng thật là vui vẻ bên gia đình, đúng không ạ? Dịch Covid, đúng không ạ? Anh chị nên cẩn trọng, đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của Hoàng tới đây.